Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, năm 2021 Tân Sửu, nhìn xa trông rộng, gặt hái thành công. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Thân là những người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ngay từ khi trẻ tuổi, họ đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ, hoài bão. Họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực và luôn cố gắng phấn đấu để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tuổi Canh Thân rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ, họ đều lập ra kế hoạch cụ thể, dùng óc phân tích nhạy bén để xác định mấu chốt của vấn đề, tuyệt đối không dựa vào trực giác. Điều đó giúp người tuổi Canh Thân có được những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Bước sang năm Tân Sửu 2021, tuổi Canh Thân gặp được nhiều điều tốt đẹp, lập được nhiều công lao, được lãnh đạo cân nhắc, tiền bạc ùn kéo đến, nhưng một số người sẽ dễ bị bỏ lỡ nhiều cơ hội do không biết nắm bắt. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Canh Thân có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Canh Thân sinh trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Canh Thân trong năm 2021, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Trong năm 2021 Tân Sửu, tuổi Canh Thân sinh năm 1980 không tạo ra tác dụng với Thái Tuế. Nhưng vì gặp sao Mộ Khố đại diện cho bệnh tật, nên tuổi này cần làm việc vừa độ, chú trọng nghỉ ngơi. Trong năm, bạn cũng có sao Kiếp Tài tòa mệnh, nên trong sự nghiệp hay suy nghĩ tiêu cực, bản thân không chiếm được ưu thế, bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp. Nhưng nhờ gặp sao Đào Hoa nên chuyện tình cảm có nhiều tiến triển. Nam mạng Canh Thân sinh năm 1980 có vận thế trong năm mới tương đối bình thường, không nhiều rủi ro, cũng không nhiều cơ hội. Trong sự nghiệp sẽ có một chút may mắn nhưng khó nắm chắc trong tay. Tốt nhất nên vạch kế hoạch từ trước. Trong phương diện sức khỏe nên đề phòng sao tử phù mang đến tai họa. Nữ mạng Canh Thân sẽ phát triển khá toàn diện trong năm 2021. Họ có thể lập được nhiều công lao, được lãnh đạo cân nhắc. Quan hệ trong gia đình khá hòa thuận, tài vận có thu nhập ổn định nên chất lượng cuộc sống sẽ được nâng cao hơn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Canh Thân sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Canh Thân qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tuổi 1980 nói chung trong năm 2021 có thiên can là sao Chính Ấn, địa chi là sao Kiếp Tài. Trong năm, dẫu có kỳ ngộ nhưng khó lòng nắm chắc, sẽ bị kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ phá hỏng, nên tuổi này cần chú trọng hơn các mối quan hệ xã giao. Vận sự nghiệp của nam tuổi Canh Thân khá thuận lợi trong năm Tân Sửu, không gặp phải nhiều sóng gió. Bên cạnh đó, tuổi này cũng có thể dựa vào bạn bè để nắm bắt lấy cơ hội. Mặc dù vậy, thời cơ tháng trước sẽ không nhiều, bản mệnh làm gì cũng cần đến nơi, đến chốn để chứng tỏ thực lực của bản thân. Đặc biệt, Canh Thân cần lưu ý họa tiểu nhân, làm gì cũng cần khiêm nhường, đừng quá phô trương mà bị người đố kỵ.
Riêng với nữ mạng thì lại có sự nghiệp rất phát triển. Họ biết tận dụng ưu thế của mình để đạt được những vị trí tốt trong công việc. Tuy nhiên, cần phải giữ thái độ sống khiêm nhường và giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, tránh gây thù, chuốc oán mà tổn hại đến lợi ích của mình. Nữ mạng cũng có quý nhân tương trợ nên đủ sức vượt qua những khó khăn. Công việc của bạn sẽ có nhiều thay đổi lớn, dù nhiều khó khăn hơn nhưng thành quả gặt hái được cũng nhiều hơn. Tử vi học có cho thấy trong năm 2021, sự nghiệp của tuổi Canh Thân không tốt cũng không xấu. Để có thể tăng may mắn và kích tài lộc trong sự nghiệp thì con giáp hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1980. Về mặt tài lộc, tuổi Canh Thân năm 1980 tuy có chút cơ hội kiếm tiền nhưng nguy cơ mất tiền cũng rất cao. Nam mạng sinh năm 1980 không có nhiều may mắn trong vận thiên tài. Nhưng trong vận chính tài thì có thể hy vọng được người thân hay bằng hữu giúp đỡ nên tiền thu nhập khá ổn định. Hai phương diện dễ tiêu tốn tiền nhất của người này chính là tình duyên và sức khỏe. Tuy nhiên, về phần nữ mạng, tuổi này không bị ảnh hưởng nhiều. Họ có khả năng kiếm tiền rất tốt, biết nắm chắc thời cơ, nhìn xa trông rộng. Chỉ cần họ nỗ lực nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng tiền kiếm được nhiều cũng kéo theo nhu cầu chi tiêu. Nếu bạn không biết tiết kiệm thì sẽ sớm lâm vào cảnh khó khăn. Vì thế, Canh Thân nên lập kế hoạch tiêu tiền, đừng quá lãng phí. Có thể thấy được trong năm, tuổi Canh Thân có rất nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng lại không có đủ may mắn để giữ lấy tiền. Mọi thứ đều đổ sông, đổ bể. Để có thể hóa giải điều này, tuổi 1980 hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp về mặt tình cảm. Tuổi Thân năm 2021 có cát tinh thiên hỷ tọa mệnh, nên nam nữ mạng đều sẽ gặp được nhiều cơ hội để kết giao trong năm mới. Tuy nhiên người này không nên nóng vội trong chuyện tình cảm bởi bản mệnh dễ dàng bị người khác phái hấp dẫn và chi phối. Nam mạng Canh Thân năm 2021 trong cung mệnh gặp thiên hỷ đào hoa, phát huy tác dụng cực tốt. Người đã kết hôn hòa hợp hơn với vợ, còn người độc thân sẽ được cát tinh trợ lực, tỷ lệ có người yêu là rất cao. Tuy nhiên, tuổi này sẽ tiêu tốn nhiều tiền vào chuyện tình cảm. Vì thế, phải quản lý tốt tài chính của mình, làm gì cũng cần lượng sức. Tuổi Canh Thân nữ mạng sẽ có vận tình duyên thuận lợi, người độc thân gặp được đối tượng ưng ý. Để bổ sung cho vận may, bạn nên chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc để thêm tự tin khi gặp gỡ người khác. Với người đã kết hôn thì có thể bao dung, thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều có bước tiến lớn. Để có thể cải vận tình duyên trong năm thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, tuổi 1980 tuy không tác dụng với thái tuế nhưng chiếm được sinh khí nên mặt sức khỏe khá thuận lợi, không có bệnh tật hay tai họa ngầm. Tuy nhiên, vận sức khỏe của nam mạng sẽ không thuận lợi, trong đó nguyên nhân là do hung tinh tử phù quấy phá, khiến cho người này sẽ bị viêm khớp, phong thấp. Mặt khác, hung tinh mang đến tai họa năm 2021 sẽ có tương quan với thủy. Thế nên, con giáp nên tránh đi đến những vùng nhiều nước như đập chứa nước, sông hồ, bể bơi để tránh đen đủi. Hơn nữa, khi lái xe cần chú ý an toàn giao thông, không nên uống rượu. Nữ mạng tuổi này cũng vậy, chỉ cần chú trọng rèn luyện sức khỏe thường xuyên, giữ cho tâm trạng thật tốt thì không phải lo sợ bệnh tật. Khi làm việc, cần kết hợp cả nghỉ ngơi, tránh chịu quá nhiều áp lực là được. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp
hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Sao chiếu mệnh. Thứ nhất, về nam tuổi Canh Thân. Đối với sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Canh Thân, nam mạng là sao Vân Hán hay Vân Hớn, là một hung tinh chủ với bệnh tật. Nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Nhưng mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ rất nhiều khó khăn, làm ăn, mọi việc đều trung bình, đề phòng thương tật, đau ốm, mồm miệng, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, hoặc trong năm sẽ gặp phải tai tinh, bị kiện tụng, sẽ bị vướng vào rắc rối về giấy tờ. Thứ hai, về nữ tuổi Canh Thân. Sao chiếu mệnh năm 2021 của nữ tuổi Canh Thân là sao La Hầu, hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh, là một trong 9 cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may mắn, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sao này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người bị sao La Hầu chiếu mạng sẽ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt, thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng sẽ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn các mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.